Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Nữ nhi là kẻ thù đời trước của tác giả Mộ tử. Hãy để lại bình luận bên dưới nếu bạn yêu thích video này nhé. Chương 46, điều gì cho người cai ảo tưởng đấy? Mấy năm nay, mặc dù thời gian nàng ở trong cung nhiều hơn ở nhà, quan hệ giữa nàng và Ngũ công chúa thân thiết tới nỗi cả hai lúc nào cũng như hình với bóng, một bước không rời, nhưng trên thực tế nàng lại không có nhiều cơ hội tiếp cận dự vương điều này đã làm kế hoạch bồi dưỡng đối phương trở thành thanh mai trúc mã hoàn toàn chìm nghỉm. Đặc biệt là năm đầu tiên vào cung, khi nàng tình cờ gặp sự vương nhưng còn chưa kịp nói mấy câu với đối phương thì đã bị ngũ công chúa ngốc ngách kéo đi, sau đó nàng ta tiếp tục thổi gió bên tai nàng, bảo với nàng rằng ngũ hoàng huynh có sở thích bắt nạt các tiểu cung nữ nên nàng phải tránh xa hắn ra. Sau đó, tuy nàng ta không làm thế nữa nhưng dự vương lại dần dần bận học hơn, từ đó hai người hiếm có cơ hội gặp nhau. Lúc này dự vương nhìn thấy nàng, hắn cố gắng lấy lại tinh thần và đi nhanh về phía nàng. Quân giao muội muội. Hai bên đã không còn là những đứa trẻ nhỏ tuổi nên hắn cũng không tiện gọi thẳng nhũ danh của tiểu cô nương nữa. Sao, nhũ danh, là tên đặt cho đứa trẻ lúc mới sinh. Tên ở nhà, tên thân mật chỉ có người thân mới gọi. Hứa quân giao tùy mặt gửi lời, dù nàng thấy khắp người hắn đều toát lên vẻ uy oải chán nản nhưng nàng vẫn giả bộ không nhìn thấy cười vui vẻ nói điện hạ có thể giúp ta nhặt vài cây lá trúc không mặc dù dự vương cảm thấy khó hiểu nhưng cũng không hỏi nhiều hắn đi đến nhặt giúp nàng vài cây lá trúc xanh tươi rồi đưa cho nàng sau đó lấy làm ngạc nhiên khi thấy tiểu cô nương đang đan một thứ gì đó bằng mười đầu ngón tay một cách khéo léo chỉ một lát sau một con châu chấu nhìn như thật được đan bằng lá trúc xuất hiện trước mắt hắn này cho huynh hứa quân giao đưa con châu chấu đã đan xong cho hắn dự vương nhận lấy con châu chấu trên bàn lòng tay mềm mại của tiểu cô nương với vẻ mặt ngạc nhiên pha lẫn vui mừng hắn không dám tin nói cho ta thật sao cho huynh đó có thích không không công bằng cái này không công bằng bất công quá bất công quá đi ngươi còn chưa từng đan chấu chấu cho ta mà vèo một cái Môn vũ đã từ trong khóa trường mệnh bay ra, nàng ta vừa ấm ức vừa tủi thân nhìn chằm chằm hứa quân dao. Hứa quân dao vờ như không nhìn thấy. Thích chứ, cực kỳ thích. Đây là lần đầu tiên có người đan cái này cho dự vương nên hắn cảm thấy thứ này vô cùng mới mẻ. Hắn say mê ngắm nhìn con châu chấu trong tay, chốc chốc lại lật qua lật lại. Bây giờ tâm trạng đã tốt hơn chưa? Hắn nghe thấy tiếng cười khẽ của tiểu cô nương dự vương sững ra chẳng lẽ nhìn thấy tâm trạng mình không tốt nên nàng mới đan con châu chấu này để dỗ mình vui sao không tốt không tốt tâm trạng ta chẳng tốt chút nào giao giao mau đan một cái cho ta đi ngôn vũ thấy nàng vẫn phớt lờ mình nên cố tình bay xung quanh nàng không ngừng kêu than nụ cười trên mặt hứa quân giao vẫn không thay đổi nàng tiếp tục ngoảnh mặt làm ngơ Dự vương cảm động nhìn khuôn mặt tươi cười của tiểu cô nương rồi gật đầu, sau đó đáp lại với giọng nói ồm ồm, tốt hơn nhiều rồi, cảm ơn muội. Vậy muội về nhà đây, cha mẹ đang ở nhà đợi muội. Được, muội về sớm đi, chớ để đường đại nhân và đường phu nhân lo lắng. Dự vương nhường đường cho nàng, và nhìn theo tiểu cô nương lên Nguyễn Kiệu rời cung. Ngôn vũ không cam lòng cắn chiếc khăn tay, nàng ta tức tối chừng mắt hết nhìn dự vương rồi lại nhìn con chấu chấu được đan bằng lá trúc trên tay hắn. Ấm ức nói, ngươi đừng có mà đắc ý nha, đợi đỉnh ca quay về xem, còn lâu nàng mới nhớ tới ngươi nhé. Nói xong, nàng ta hừ thêm tiếng nữa rồi mới đuổi theo Nguyễn Kiệu của hứa quân giao. Sao, Nguyễn Kiệu, là Kiệu, nhưng cao cấp hơn Kiệu bình thường, chuyên dùng cho con em quý tộc, chất liệu vải và gỗ thượng hạng đuổi được một đoạn nàng ta đột ngột dừng lại, vỗ lên gáy và nói, ai u y, mốc chết mất. Đỉnh ca tốt nhất đừng trở về. Nếu đỉnh ca quay về, thì nàng lại ngày ngày phải nghe giao dao ở trong lòng hết nói câu, thiếu niên ánh trăng, lại đến câu, thiếu niên tướng quân, phiền muốn siêu. Hứa quân giao thò đầu ra khỏi Nguyễn Kiệu vẫy tay chào dự vương, nàng thấy đối phương cũng mỉm cười và phất tay với mình thì nhuền miệng cười sau đó rụt đầu lại. Vừa nhìn thấy bộ dạng ủ rũ của dự vương là nàng đã biết ngay hắn không phải bị thái tử, thì cũng bị tương vương của mắng. Hắn là trường tử của hoàng hậu, dù cho tính cách mềm yếu đi chăng nữa, trong cung lẫn ngoài cung cũng không có ai dám cả gan ức hiếp hắn, chứ đừng nói khiến hắn phải lộ ra vẻ mặt như vậy. Thái tử có tính tình nóng này, tương vương thì. Đôi mắt nàng hơi híp lại, nhớ đến những điều kỳ quặc của tương vương mà nàng thỉnh thoảng biết được. Giao giao, hắn vẫn ở đó nhìn ngươi kìa. Ngôn vũ bất chợt chui đầu ra khỏi manh kiệu và nhìn về phía sau. Đôi môi hứa quân dao hơi vảnh lên, trong đáy mắt hiện lên vẻ đắc ý. Vừa nãy bản cung đã dùng hành động thực tế để an ủi hắn, với tính tình của hắn nhất định sẽ sinh lòng cảm kích bản cung. Dự vương vẫn đứng yên tại chỗ, hắn ngẩn ngơ nhìn Nguyễn Kiệu đi càng ngày càng xa, cuối cùng hóa thành một cái chấm đen rồi biến mất. Hắn nhìn con châu chấu được đan bằng lá trúc trong tay, khóe môi hơi dương lên, ánh mắt ấm áp, nhưng ngay sau đó không biết vì sao mà ánh mắt đó lại trở nên mê man, mờ mịt. Cũng không biết tại sao, bắt đầu từ năm ngoái cứ mỗi lần khi hắn nhìn thấy quân dao muội muội thì cảm giác nàng ấy không nên có dạng vẻ này, lại càng ngày càng mãnh liệt, hắn cũng không biết có phải mình bị loại cảm giác này ảnh hưởng hay không, mà đôi khi hắn muốn gần gũi với nàng thì trong lòng lại có chút sợ hãi. Nhưng mà bây giờ hắn đã không còn cảm giác như vậy nữa. Vì tiểu cô nương đã trưởng thành, còn hắn cũng phải học cách tránh tị hiềm. Phương Nghi từ sau cây cây bước ra, nàng ta ngước mắt lạnh như băng nhìn Nguyễn Kiệu của hứa quân giao đi càng ngày càng xa chủ tử, có cần cho con bé đó một bài học không? Cùng nữ phía sau nàng ta thấp giọng hỏi. Lần này tạm tha cho con bé đó, chúng ta vẫn còn chuyện quan trọng cần làm, không cần phải vì một con danh hao tốn tâm sức. Vậy còn hứa đinh nhược kìa thì sao? Chủ tử định giải quyết thế nào? Tuy nha đầu đó còn nhỏ tuổi, nhưng cũng là một người bụng dạ âm hiểm. Hôm nay chúng ta đã khơi dậy sự nghi ngờ của nàng ta, sợ rằng sau này sẽ không dễ dàng chiếm được lòng tin của nàng ta nữa. Phương Nhi cười khẩy. Nàng ta là do ta tự mình dạy dỗ, chẳng lẽ ta còn không trị được nàng ta sao? Trong lòng nàng ta đã có tham vọng từ lâu, cho dù không cần ta tác động, nếu nàng ta đã muốn trèo lên ắt sẽ tự đến cửa tìm. Nếu đã không thể đả động tâm tư của nàng ta, vậy thì đành phải lấy lợi ích làm mồi nhử, trên đời này không gì là không thể trong thư phòng của Đông Cung, vì việc tìm kiếm bệ hạ mà các quần thần tranh cãi đến nỗi mặt đỏ tía tai, ngươi thấy như này tốt, nhưng ta cảm thấy làm thế này thỏa đáng hơn, nhưng bất kể thế nào, hầu hết mọi người đều cho rằng nhiệm vụ cấp bách lúc này là tìm kiếm bệ hạ. Khi quần thần đang tranh luận sôi nổi, thì đột nhiên xuất hiện một giọng nói không hài hòa. Từ biên cương truyền tin tức về kinh, cho dù đi gấp 800 dặm một ngày cũng phải mất hơn một tháng ngộ nhớ bệ hạ gặp phải chuyện gì bất chắc. Hoặc là rơi vào tay của người địch. Cả phòng bỗng nhiên lặng mắt như tờ, mọi người cùng nhau đưa mắt về phía phát ra tiếng nói, nhận ra chủ nhân của giọng nói này chính là Trác Mậu Tôn, chiêm sự của Thái Tử. Sao, chiêm sự, một chức quan cung cấp mọi việc cho Thái Tử. Trác Mậu Tôn hắng giọng, cố gắng lấy lại bình tĩnh và nói tiếp. Không sợ vạn nhất, chỉ sợ vạn nhất, sao, chúng ta phải chuẩn bị sẵn hai trường hợp xảy ra. Sao, không sợ việc to tát, chỉ sợ việc không may xảy ra bất ngờ. Ta đánh chết người cái lão già chết tiệt, phụ hoàng phúc lớn ngang trời, nhất định có thể gặp giữ hóa lành, vậy mà lão già chết tiệt ngươi dám ở đây nguyền rủa phụ hoàng. Cửa thư phòng bỗng nhiên bị một người từ bên ngoài mở ra một cách mạnh mẽ, mọi người còn chưa kịp phản ứng đã thấy tương vương triệu nguyên xương xông vào hắn tóm lấy chác mậu tôn đánh đấm túi bụi. Mọi người ai cũng kinh hãi, vội vã tiến lên khuyên giải. Tương vương điện hạ bớt giận, tương vương điện hạ bớt giận. Gân xanh nổi đầy trên trán thái tử, hắn quả thực không nghĩ tới tương vương sẽ chọn lúc này xông vào, còn không nói hai lời đã ra tay đánh người, hắn tức giận vỗ lên bàn. Triều Nguyên Sương, trong mắt người còn có cô hay không? chính vì trong mắt ta có thái tử Hoàng Huynh, nên bây giờ mới phải đánh chết lão già chết tiền này. Tương Vương vẫn còn thức giận, nghiến lợi nói. Chác mậu tôn nhân cơ hội này lăn đến một góc phòng để chạy trốn, lau mồ hôi với vẻ nơm nớp lo sợ. Làm càn, đệ là hoàng tử mà lại động tay động chân với mệnh quan triều đình như thế còn ra thể thống gì nữa? Thái tử giống giận. Các quần thần rơi vào thế khó xử khi phải chứng kiến hai huynh đệ cao quý nhất thiên hạ đang trợn mắt nhìn nhau, lúc này cũng không biết làm thế nào cho phải vì thế mọi người đều đổ dồn ánh mắt về phía Kỳ Uyên. Xin hai vị điện hạ bớt giận, cũng xin các vị đại nhân bình tĩnh, đừng nóng vội, mọi người hãy nghe vi thần nói một lời. Cuối cùng, Kỳ Uyên chậm rãi đứng lên, trầm giọng nói. Dù lời chắc đại nhân nói không dễ nghe, nhưng cũng đã chỉ ra một tình huống xấu nhất ngừng một chút hắn nhìn Trác Mậu Tôn đang rụt cổ lại và nói với giọng ôn hòa không biết Trác đại nhân có cách nào song toàn Trác Mậu Tôn vừa bị Tương Vương đè xuống đánh một trận nên lúc này chỉ muốn bỏ của chạy lấy người nhưng khi nhìn thấy ánh mắt cảnh cáo của Thái tử hắn lập tức lấy lại bình tĩnh kiên trì tiếp tục nói theo ta thì chúng ta nhất định phải đốt toàn lực cứu Bệ hạ về nhưng ngộ nhỡ ngộ nhỡ thật sự có gì đất nước một ngày không thể không vua thay vì đến lúc đó loạn như cào cào chi bằng bây giờ chuẩn bị trước về phần chuẩn bị cái gì mọi người ở đây vừa nghe đã hiểu cái này triều thần ai cũng đưa mắt nhìn nhau ta nhìn ngươi ngươi nhìn ta trong lòng ai nấy đều cảm thấy vi diệu lòng muông dạ thú ngươi là cái đồ lòng lang dạ sói tương vương kêu lên đầy căm phẫn Việc này e rằng không hợp phép tắc. Lễ bộ thượng thư là người đầu tiên mở lời, tỏ ý không đồng ý. Sau đó cũng có triều thần lục tục tỏ ý không tán thành. Cuối cùng, Kỳ Yên chậm rãi nói, Thái tử Điện Hạ Phụng chỉ giám quốc, quản lý triều chính. Cho dù có chuyện gì xảy ra, thì với sự chấn thủ của Thái tử Điện Hạ và và sự hỗ trợ đắc lực của các vị đại nhân, chúng ta chắc chắn có thể vững vàng vượt qua. Ngay cả hắn cũng nói như vậy, thái tử không vui khiển trách chác mậu tôn, toàn lời nói láo, biện pháp tồi như thế mà ngươi cũng nói ra được. Ngươi làm như thế là đưa cô vào chỗ bất trung bất hiếu, hoàng đệ mắng đúng lắm, ngươi lòng lang dạ sói, bụng dạ nham hiểm độc ác. Còn không mau cốt ra ngoài cho cô. Chác mậu tôn sợ tới mức cả người run lẩy bẩy, nghe thấy hắn ta lồm cồm bỏ ra ngoài. Tương vương nhìn bộ dạng chật vật của hắn rồi hung hăng nhổ nước bọt, cái thứ chó má. Kỷ uyên thấy thế ngầm lắc đầu. Trong khi các quần thần đang lo lắng không yên, giờ phút này thiên hy đế cả người chật vật đang ngồi dựa vào thân cây. Hắn ngước mắt nhìn chàng thiếu niên đang băng bó vết thương trên người một cách qua loa. Cách chàng thiếu niên không xa là một nam tử bị trói gô, nằm sóng xoài trên mặt đất, trong miệng hắn nhét một chiếc tất thối mặc dù nam tử miệng không thể nói tay chân không thể động đẩy, nhưng mồm vẫn phát ra những âm thanh chứa đầy căm phẫn a à, à. nghe vậy thiếu niên đang băng bó vết thương nhíu mày có lẽ vì chán ghét sự ồn ào của của nam tử nọ nên đã đập mạnh vào gáy hắn ta ngay lập tức mắt hắn ta trợn lên rồi hôn mê bất tình thiên hy đế xém nữa không nhịn được mà bật cười thành tiếng hắn vội vàng ho để che giấu cảm xúc thật của mình sau đó giơ tay vẫy chàng thiếu niên, thiệu đình, đến bên cạnh chấm nào. Hạ thiệu đình dạ một tiếng, khó khăn lắm mới tới được bên cạnh hoàng đế, bệ hạ. Để chấm xem vết thương trên người ngươi nào. Khó nhìn lắm, đừng xem. Hạ thiệu đình lắc đầu không chịu. Để chấm xem vết thương trên người ngươi. Tuy rằng giọng nói dịu dàng, nhưng vẻ mặt lại tương đối quả quyết. Hạ thiệu đình cau mũi, cuối cùng vẫn buông tay đang che vết thương ra thiên hy đế tháo băng gạt được hạ thiệu đỉnh băng bó qua loa ra nhìn vết thương do đao gây ra sâu đến tận xương thì trong lòng không khỏi hít một hơi thật sâu vết thương sâu thế này làm sao thằng bé có thể vác theo tên mật thám rồi cùng mình chạy trốn mà không thốt lên tiếng nào tuy thằng bé tuổi còn trẻ nhưng lại có được sự bất chấp một cách tàn nhẫn khi đối đầu với kẻ thù điều đó khiến cho hắn một người đã có kinh nghiệm nhiều năm chinh chiến xa trường lấy làm khiếp sợ. Không ngờ rằng thằng bé không chỉ ra tay tàn nhẫn với kẻ thù, mà đối xử với chính mình cũng rất tàn nhẫn. Ngươi còn thuốc trị thương không? Hắn hít một hơi thật sâu, hỏi với giọng nặng nề. Có, vẫn còn một ít. Hạ thiệu đình có chút không được tự nhiên, nhưng vẫn ngoan ngoãn lấy thuốc trị thương ra cho thiên hy đế. Sau khi nhận được thuốc, Thiên Hy Đế xe áo và thấm ướt bằng nước suối, cẩn thận lau sạch miệng vết thương cho hắn, sau đó bôi thuốc lên và giúp hắn băng bó lại lần nữa. Được rồi. Mà đợi đã, chấm đã lưu lại ký hiệu trên đường, thân vệ của chấm sẽ mau chóng tìm đến đây. Đa tạ bệ hạ. Thiếu niên cúi đầu nói nhỏ. Thiên Hy Đế mỉm cười, vỗ nhẹ lên đầu hắn, thuận miệng hỏi. Nhóc con, năm nay người bao nhiêu tuổi rồi? 18 tuổi à? Hạ thiệu đình lễ phép trả lời, nhưng khi hắn đối diện với đôi mắt biết cười của hoàng đế thì không biết vì sao bản thân lại có chút trột dạ. hắn lắp bắp nói. 10, 17 à? Thiên hy đế vẫn không lên tiếng mà nhìn chằm chằm hắn. Thiếu niên cuối cùng cũng nhụt chí, hắn gục đầu nói lý nhí như tiếng mũi, 16 à? Ngay sau đó nhanh chóng bổ sung thêm một câu. Mấy tháng nữa là được 17 tuổi à? Thiên Hy Đế buồn cười, nhưng lại cảm thấy đau lòng. Nhà ngươi ở đâu? Sao ngươi lại một thân một mình đến vùng biên giới này? Trong nhà đã không còn ai. Tiểu dân muốn ra ngoài ngắm nhìn xung quanh, lại thấy có thương đội đi đến đây nên tiểu nhân mới đi theo để được mở mang tầm mắt. Thiên Hy Đế cũng đoán ra. Nếu trong nhà còn có người thân, người đó làm sao có thể để một thiếu niên 16 tuổi như thằng bé phải phiêu bạt đến tận đây? ngay cả cách đánh của hắn khi ra trận cũng vô cùng liều mạng, như thể cuộc đời thằng bé đã không còn gì vướng bận nữa. Thiên Hy Đế lại càng thêm thương hại thằng bé. Có người tới. Vốn thiếu niên đang ủ rũ giống như chú chó nhỏ làm chuyện xấu bị người ta bắt ngay tại trận, giờ phút này đã ngay nhanh chóng rút đao ra, hắn không chút nghĩ ngợi vác tên mật thám lên vai sau đó che chở cho thiên hy đế lúc này cũng đang cảnh giác nắm chặt vũ khí trong tay cùng nhau trốn vào trong rừng. Quả nhiên, không đến một lúc sau, có vài nam tử mặc đồ đen trong tay cầm binh khí xuất hiện, Hạ Thiệu đình nín thở áp xuống cảm giác sợ hãi trong lòng, sau đó cầm thật chặt cây đao trong tay. Không sao rồi, đây là thân vệ của chấm. Sau khi thiên hy đế nhận ra người đến thì vỗ nhẹ lên lưng chàng thiếu niên, sau đó dẫn đầu đi ra. Người cầm đầu vừa thấy hắn xuất hiện, khuôn mặt lập tức mừng như điên, hắn ta nhanh chóng tiến lên quỳ xuống đất. Chúng mặt tướng cứu giá chậm chế, xin bệ hạ giáng tội. Hạ thiệu đình im lặng đứng phía sau thiên hy đế, thằng bé thấy quân thân vệ lục tục từ bốn phương tám hướng chạy tới thì dây cung đang kéo căng trong lòng cuối cùng cũng buông lòng. Hắn không quan tâm đến sống chết của mình, nhưng lại sợ nếu mình chết rồi không có ai bảo vệ hoàng đế khiến hắn cũng phải bỏ mạng trong tay người Tây địch. Sao, Lục tục, hết người này đến người khác. Sao, người Tây địch, viết tắt của người địch ở phía Tây. Thiệu Đình, đến đây. Thiền Hy Đế được quân thân vệ vây quanh đi được một đoạn mà không thấy thiếu niên đi theo thì dừng lại, cất tiếng gọi. Hả, vâng ạ. À. Thiếu niên cầm đao đi theo, còn tên Mật Thám bị hắn bắt sống được binh sĩ áp giải và rời đi cùng bọn họ. Sau đó thiên hy đế tự mình dẫn tướng sĩ đánh vào mấy trăm dặm lãnh thổ Tây Địch, buộc Tây Diên Vương viết thư xin hàng, từ nay xưng thần với Đại Tề. Khi tin tức này được truyền về Kinh Thành đã là chuyện của ba tháng sau. Truyền về cùng tin tức tốt này còn có cả tin tức về một vị tiểu tướng bên cạnh bệ hạ, nghe nói người này còn trẻ mà chiến đấu vô cùng dũng cảm, còn nghe nói viên tiểu tướng này từng tự tay giết vương tử của Tây Địch, thiêu cháy doanh trướng của Tây Địch dù tuổi còn trẻ nhưng lại khiến cho kẻ địch nghe tiếng đã sợ mất mật. Sau khi hứa quân giao biết tin suýt nữa vui tới mức nhảy cẫng lên. Ngôn vũ nhìn nàng với vẻ mặt hiếu kỳ. Giao giao, ngươi biết tiểu tướng kia là ai sao? Giọng nói của hứa quân giao tràn đầy tuệ hào, ánh mắt sáng lấp lánh. Tất nhiên là biết, hắn là đỉnh ca đấy, là tướng lĩnh xuất sắc nhất của đại tề, cũng là thiếu niên ánh trăng của bản cung ngôn vũ lấy làm kinh ngạc hắn xuất sắc như thế sao xuất sắc hơn cả phụ thân của giao giao sao tất nhiên rồi trên thế gian này làm gì có ai xuất sắc hơn hắn chứ đợi đại quân triều đình khải hoàn về triều nàng có thể gặp được hắn rồi chắc hẳn hắn của lúc đó sẽ thực sự trở thành thiếu niên tướng quân của nàng đời trước không biết huynh ấy còn nhớ mình không chắc là còn nhớ chứ nhỉ dù sao bọn họ cũng đã chung sống với trong trong một khoảng thời gian dài. Ngôn vũ ôm má nhìn nàng, thấy tâm trạng của nàng rất tốt, lại còn vừa ngâm nga một điệu hát dân gian vừa lục tung khắp phòng lên, bỗng nhiên nàng ta lên tiếng hỏi. Giao giao thích A Vũ hơn hay thích Đình Ca hơn? Đình Ca, Dự Vương và A Vũ thì sao? Dự Vương, thế còn Châu Ca và A Vũ thì sao? Ngôn Vũ trực khóc. Châu Ca. Ngôn vũ tủi thân cắn khăn tay, nhưng vẫn kiên nhẫn hỏi lại lần nữa. Châu ca và dự ca thì sao? Đều thích. Hứa quân dao đang do dự không biết nên chọn hoa cài đầu nào, nghe vậy thản nhiên trả lời. Một người là đại biểu của ngôi vị hoàng hậu danh giá tối cao, một người là ánh trăng sáng trong lòng nàng, soi sáng tâm hồn của nàng đến với cõi thanh tĩnh, hai người này nàng đều thích hết. Ngôn vũ tủi thân tới mức nước mắt rơi lã chã, nàng ta dậm chân nói. Ta ghét giao dao ghét ơi là ghét. Rõ ràng có thể nói thích tất cả mà. Nói xong, nàng ta hóa thành một làn khói xanh, chui vào trong khóa trường mệnh ở trên bàn, chỉ trong nháy mắt đã không thấy tung tích. Hứa quân giao cuối cùng cũng thoát khỏi quá trình chọn hoa cài đầu gian nan, lấy làm lạ nghĩ, a à, vũ mốc nghếch lại làm sao thế? Tam cô nương, lão phu nhân gọi người sang bên phòng. Một tiểu nha đầu tiến vào bẩm báo. Hứa quân giao nhất thời không có thời gian để ý tới bên cạnh, nàng thu dọn qua loa rồi đi đến viện của Vương Thị. Vừa vào phòng, trừ Vương Thị còn có hai mẹ con Lý Thị và đường quân du. Nàng gọi mỗi tiếng, bà nổi, rồi bị Vương Thị kéo đến ngồi cùng, sau đó hỏi thăm tình hình của nàng gần đây một cách chiều mến. Bác cả thấy dạo này giao giao có vẻ cao hơn trước nhiều, đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ trở thành một đại cô nương cho mà xem. Lý thị cố gắng nặn ra một nụ cười thân thiết. Còn phải nói, ngày trước mới bé như hạt lựu, thoát cái đã lớn thế này rồi. Vương thị thở dài tiếp lời. Hứa quân giao tỏ vẻ thẹn thùng vùi đầu vào lòng vương thị. Trẻ con lớn nhanh như vậy đó, dù nhà đầu cũng chẳng khác gì, ta còn nhớ lúc con bé mới ra đời người còn bé hơn cả hai vị ca ca của nó. Hứa quân giao không kìm được ngáp một cái. Có gì nói mau đi, lề mà lề mề. Quấy rối giờ nghỉ trưa của bản cung, các ngươi chịu trách nhiệm nổi sao? Dường như vương thị nghe thấy suy nghĩ trong lòng nàng, cuối cùng nói vào chủ đề chính. Bảo Nha đã chuẩn bị xong lễ vật để ngày mai đến phủ trịnh quốc công tham gia lễ cập kê của trịnh quốc công nhị cô nương chưa? Con chuẩn bị xong hết rồi à? Hứa quân giao nằm trong lòng bà trả lời. Nhị tỷ cuộc lớn bằng từng này rồi mà còn chưa được xem lễ cập kê của tiểu thư nhà quốc công bao giờ. Ngày mai bảo nha có thể dẫn theo nhị tỷ đi cùng được không? Hứa quân giao không hề cảm thấy bất ngờ, nàng nhìn gương mặt ra vẻ không quan tâm của hứa quân du, thản nhiên nói. Có phải nhị tỷ muốn đi nên mới bảo bà hỏi con không? Ta còn lâu mới. Hứa quân du vô thức trả lời. Thật sự không muốn à? Không muốn. Hứa quân du phát cáu, chừng mắt nhìn nàng một cái. Lần đầu tiên nữ nhi nói, không muốn, Lý Thị đã cảm thấy không ổn. Sau đó lại nghe hứa quân giao hỏi lần hai, nhưng vẫn thấy nữ nhi trả lời, không muốn, cảm giác không ổn này ngày càng mãnh liệt hơn. Quả nhiên, nàng ta còn chưa kịp nói mấy câu hòa hoãn đã thấy hứa quân giao từ trong lòng vương thị đứng dậy, phủi ống tay áo nói. Bà nội cũng nghe thấy rồi đấy, nhị tỷ nói nàng không muốn đi, còn cũng không bắt ép người ta nữa. Ta nói mình không muốn đi bao giờ. Đường quân du bột miệng nói, vừa dứt lời thì cảm thấy mất mặt cắn môi chừng mắt nhìn nàng. Nhưng ta thấy mặt nhị tỷ không được vui cho lắm, chắc là bà nội lại làm điều dư thừa rồi. Bà nội, nếu không còn chuyện gì khác thì con về đây hứa quân giao không thèm để ý đến nàng ta rõ ràng muốn đi mà cứ làm bộ ta đây bị bắt ép để người khác phải năn nỉ nàng ta đi bản cung không có cái thú nuông chiều ngươi lý thị thấy nàng nhấc chân muốn rời đi thì vội vã kéo mạnh cổ tay áo của nữ nhi lia cho con bé một ánh mắt cảnh cáo đường quân du cũng quýnh lên sợ nàng thật sự sẽ đi mất giọng hồn hền là tao muốn đi, như vậy đã được chưa? Hứa quân dao cười khẩy, bản thân tỷ muốn đi không biết tự đến tìm ta, mà lại muốn mượn tay bà nội để ép ta chủ động dẫn tỷ theo sao? Điều gì đã cho tỷ cái ảo tưởng này vậy? Tỷ nghĩ muội sẽ nịnh tỷ sao? Ngươi! Hứa quân du nổi cáu, chừng mắt nhìn nàng đầy phẫn nộ, lý thị cố tình ho một tiếng, nói. Ta muội con nói đúng, nếu con đã muốn đi thì nên tự mình hỏi ý kiến của con bé hứa quân du vừa tức vừa hận hít mấy cái thật sâu sau đó mới cố gắng áp xuống lửa giận trong lòng cắn răng nghiến lợi hỏi vậy xin hỏi tam muội ngày mai phủ trịnh quốc công làm lễ cập kê muội có thể đưa ta đi cùng không không thể hứa quân giao không chốt khách khí từ chối thẳng thừng ngươi ngươi ước hiếp người quá đáng bản thân đã phải nhịn nhục luồn cúi trước nàng thế mà đối phương còn kiêu ngạo như vậy đường quân du vô cùng tức giận bảo nha vương thị thật không ngờ cháu gái ruột lại trả lời như vậy nhất thời không biết nên nói cái gì hứa quân giao cười gàn một tiếng không sai tỷ muốn đi tỷ hỏi ý của ta và câu trả lời của ta là không thể hứa quân du tức giận đến mức sắp khóc ngay cả lý thị cũng cảm thấy bực mình nghĩ rằng con nha đầu chết tiệt này đang chơi nữ nhi của mình như một con khỉ hứa quân giao bước đi nhưng đi được vài bước thì dừng lại sau đó nhìn hứa quân du đang căm hận chừng mắt với mình một cách đầy khinh thường và nói muốn cái gì thì tự đi mà làm đã muốn thì đừng có giả bộ thanh cao không muốn còn muốn người khác quỳ xuống năn nỉ tỉ muốn sao lừa ai vậy người khác tự nguyện dỗ dành tỉ là chuyện của các nàng nếu muốn để ta phải rỗ rành tỷ thì đừng nói tới cửa, ngay cả cửa sổ cũng không có đâu. Thật là già mồm. Nàng vứt lại bốn chữ cuối cùng sau đó nghênh ngang rời đi, hoàn toàn không để ý tới hai mẹ con Lý Thị ở phía sau đang bị nàng chọc tức đến mức mũi sắp méo sạch cả đi. mươi 47, Mất Tích Hôm nay đường quân nhu theo lệ thường đến đây tận hiếu với Vương Thị, đúng lúc nghe thấy những lời nói khinh thường của em họ. Ban đầu nàng ngẩn ra, sau đó trên mặt dương lên một nụ cười hả hê. Qua song lăng hoa nàng thấy trong phòng vương thị lúc này là hai mẹ con Lý Thị, đường quân du đang dựa vào lòng Lý Thị tức đến nỗi bật khóc, tay không ngừng dơ lên lau nước mắt, còn vương thị ngồi trên cao đang thở dài dầu dĩ, nhưng cũng không hề nói nửa câu trách móc cô cháu gái vừa chọc người ta đến phát khóc rồi bỏ chạy. Thấy vậy, trong lòng đường quân nhu vô cùng sảng khoái. Sợ bị người nhìn thấy, nàng vội vàng che giấu nụ cười, lúc này nàng cũng biết nếu vào phòng nhất định sẽ bị mẹ con Lý thị luôn phiên nhau giận cá chém thới, cho nên đành im lặng rời đi. Trịnh Nhiên là nhị cô nương của phủ Trịnh Quốc công, nàng vừa là thư đồng của tứ công chúa và cũng là cháu gái của Trịnh Quý phi. Lễ cập kê của nàng gần như đã mời tất cả các quý nữ trong kinh đến tham dự, trong đó Hứa Quân Giao vừa là nữ nhi của lại bộ thị Lang Kiêm thư đồng của ngũ công chúa đương nhiên cũng có mặt. nàng mà đi thì không thể thiếu cái bóng là ngũ công chúa được cho nên hôm nay ngũ công chúa cũng hớn hở đến đây góp vui. Nghe nói ngũ công chúa được sủng ái nhất cũng đến vì thế có rất nhiều người tranh nhau muốn đi, những gia đình không nhận được thiệp mời thì cố gắng tìm đủ mọi cách để xin được một suất bạn đồng hành. Vì một suất bạn đồng hành này mà Nguyễn Thị phải đau đầu ứng phó với những vị phu nhân quen biết lẫn không quen, biết đến tận nhà xin sỏ. Sau khi chuyện hứa quân giao đập tan hy vọng muốn xin đi cùng của đường quân du chuyển đến tai Nguyễn Thị, Nàng xoa dây thái dương một cách bất lực. Tốt lắm, bây giờ ai cũng đừng hòng đi. Nàng thở dài. Vốn dĩ nàng muốn nữ nhi dẫn theo hai cô nương của đại phòng đi cùng, đặc biệt là Đường Quân Nhu, sẽ tròn 14 tuổi vào tháng sau, ra ngoài giao lưu nhiều hơn sẽ tốt cho việc nhị thân của con bé sau này. Nhưng không ngờ rằng nàng còn chưa kịp nhắc đến chuyện này với nữ nhi thì hai mẹ con đại phòng đã nhờ vương thị mở lời trước, với tính tình của nhà đầu kia dù cho lúc đầu con bé đồng ý, bây giờ cũng nhất quyết không chịu. Với tính tình của nhà đầu nhà nàng, nếu muốn cầu cảnh con bé thì chỉ có thể thuận theo, phải thật mềm mỏng, chứ không được ép buộc hay áp chế. Người càng bức bách, thì con bé sẽ một mực đối nghịch với ngươi, nhất định sẽ không để ngươi được như ý. Nàng lại thở dài một tiếng. Hai năm trước, sau khi Bích Văn và Thúy Văn lần lượt xuất giá, vì vãn cầm hiểu được tâm tư của nàng nên được đề bạt làm thị nữ bên người. Lúc này, nàng ta có chút khó hiểu. Tam cô nương từ chối nhị cô nương, nhưng nếu đại cô nương muốn đi thì chỉ cần nói với tam cô nương là được, cũng chưa chắc tam cô nương sẽ không đồng ý. Nguyễn Thị lắc đầu. Nếu như nha đầu mà đi, sau khi quay về không biết phải chịu bao nhiêu xỉa sói, tội gì phải làm khổ con bé. Vãn cầm nghĩ đến tính tình của nhị cô nương thì không khỏi gật đầu. Cũng đúng, nhị cô nương cầu mà không được thế mà đại cô nương lại có được. Với tính tình của nàng ta, không chừng sẽ tìm cách giày vò đối phương. Nguyễn Thị đang than thở thì kẻ đầu sò khiến nàng phải đau đầu đang thong rong. Đồng đỉnh đi vào phòng, con bé vừa đi vừa ngâm nga một điệu hát, còn bắt trước dáng đi chắp tay sau đít của phụ thân nàng. Nương đang than thở gì vậy? Có phải ca ca lại chọc giận người không? Hứa quân giao vừa bước vào đã thấy bộ dạng vô cùng mệt mỏi. Đang than ngắn thở dài của bao phu nhân, nàng tò mò hỏi. Vừa nghe con bé nhắc đến nhi tử, Nguyễn Thị lại nhịn không nổi thở dài một tiếng. Đứa nhỏ thì là ma vương, đứa lớn cũng không thua kém gì, quả nhiên nhi nữ đều là nợ cả. Có phải ca ca lại gây chuyện rồi không à? Người nói cho con, con giúp người dạy dỗ huynh ấy. Hứa Quân giao môi gần nàng, hỏi một cách đầy quan tâm. Nguyễn Thị tức giận dí một cái lên chán nàng. Ca ca con không chọc giận nương, người chọc giận ta chính là nha đầu cứng đầu con đấy, lúc nào cũng để nương phải đau đầu. Hứa quân giao trưng ra vẻ mặt vô tội, con lại làm cái gì rồi? Con chẳng làm gì hết nha, con vẫn luôn ngoan ngoãn ở trong phòng thu dọn đồ đạc. Trưa nay con đến phòng bà nội đã nói gì với nhị tỷ? Nguyễn Thị hỏi một cách bất lực hứa quân giao như ở trong mộng mới tỉnh, gối lên bờ vai của nàng, không cho là đúng. Con còn tưởng chuyện gì to tát lắm, hóa ra là chuyện này. Nếu tỷ ấy nói chuyện hẳn hoi với con thì con đã đồng ý rồi, đây tỷ ấy cứ thích mượn tay bà nội để ép con, còn làm bộ làm tịch trước mặt con, con có phải mẹ tỷ ấy đâu, còn lâu con mới chiều theo tỷ ấy. Nguyễn thị kiên trì giảng giải. Quả thực việc này là do con bé làm không chu toàn chẳng trách bảo nha ức giận. Một cái bút không viết được ra hai chữ đường, giữa huynh đệ tỉ muội với nhau, nếu bàn về quan hệ huyết thống, thì ngoại trừ ca ca của con, mấy ca ca tỉ tỉ đều không cùng chi, sao? Sao, không cùng chi, ý là chỉ là họ hàng. Không hiểu CMT nhé, giải thích ý khá dài nhất là với con người dài dòng lê thê như mình. Hứa quân giao nghịch giải lụa thắt bên hông nàng, vâng vâng giả dạ giả, dạ, đáp lời vừa nhìn đã biết nàng hoàn toàn không để những lời Nguyễn Thị nói vào tai. Nguyễn Thị chán nản véo má con bé, cũng không phàn nàn thêm gì về chuyện này nữa mà hỏi. Con cũng đã lớn rồi, đi lại cũng cần có người ở cạnh, nương đang tính chọn cho con vài nha đầu đi theo hầu hạ. Con muốn chọn người ở trong phủ hay muốn nương sai người ra ngoài mua về? Sau khi Bích Văn xuất giá, nàng ấy quay lại làm quản sự trong phòng của hứa quân giao. Hơn nữa, Mấy năm nay thời gian hứa quân giao ở trong cung nhiều hơn ở nhà, nên một mình Bích Văn vẫn có thể chăm sóc nàng rất ổn thỏa. Nhưng ai rồi cũng phải trưởng thành, bên cạnh lúc nào cũng phải có người không rời nửa bước. Con tự chọn trong phủ trước, nếu không nhìn chúng ai thì mua sau cũng được à. Hứa quân giao cọ sát trên người nàng, không quá bận tâm nói. Như vậy cũng tốt, người trong nhà hiểu rõ nhau, đến lúc giao việc cũng dễ dàng hơn về đến phủ, hứa quân giao cởi khóa trường mệnh vẫn luôn giấu bên người và đặt nó bên cạnh gối. thuận mồm gọi vài câu, a à, vũ, nhưng chỉ nghe được tiếng hừ khẽ ở bên trong. sau đó nàng cũng chẳng thèm để ý mà nằm xuống giường. ở trong khóa trường mệnh, môn vũ vình tay lên nghe động tĩnh bên ngoài. sau một lát, tiếng thở đều đều quen thuộc truyền đến, nàng ta bĩu môi, sau đó chờ mình lại khẽ hừ một tiếng nữa. Trong chính phòng của phủ trấn viễn tướng quân, Vân Thị vừa trải mái tóc đen dày vừa nói, ngày mai thiếp cùng Thường Nhi đến phủ trịnh quốc công, nhân tiện nhìn xem có cô nương nào hợp với lượng ca không. Thằng bé ngày càng lớn không thể cứ tiếp tục kéo dài hôn sự nữa. Nhi từ những nhà khác bằng tuổi hắn đã thành thân sinh con từ lâu, vậy mà hắn một người cũng không có. Đỗ Thành Trung thuận mồm hùa theo hai tiếng, nhưng cả người lại chẳng thoải mái gì cho cam. Hắn vẫn luôn không nhịn được mà nhớ đến tiểu tướng quân lập chiến công mà mấy người đồng liêu uống rượu cùng hắn luôn mồm nhắc tới vào đêm nay, bọn họ không ngớt lời khen ngợi tiểu tướng ấy. Ở tuổi này mà công trạng đã như vậy, cũng không biết nhà nào dạy dỗ được một đứa con xuất sắc đến vậy. Nếu hắn có một nhi tử xuất sắc như thế thì đời này kể cả có phải sống ít đi 10 năm thì hắn cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng tiếc rằng dưới gối hắn đến nay vẫn không có nhi tử. Năm đó, phu nhân của hắn sau khi sinh xong nữ nhi thì vẫn mãi không thấy có tin vui. Có vài lần hắn thậm chí còn nghĩ có nên nâng một người lên làm thiếp thất hay không. Sau này sinh được nhi tử thì đưa thằng bé cho phu nhân nuôi nấng là được. Nhưng suy nghĩ này vừa xuất hiện đã bị hắn thủ tiêu ngay. Vì nếu làm như vậy hắn sẽ rất hổ thẹn với phu nhân của mình. Rõ ràng hắn đã đồng ý với nàng sẽ không có người khác, làm sao hắn có thể nói một đằng làm một nẻo như thế được đó không phải việc mà một đại trượng phu nên làm chàng thấy thế nào vân thị quay đầu lại thì thấy vẻ mặt không thoải mái của phu quân nhịn không được cất tiếng gọi phu quân phu quân gì vậy đỗ thành trung cuối cùng cũng phục hồi lại tinh thần hắn nhìn nàng cười áy náy vừa rồi ta không nghe rõ nàng nói cái gì vậy vân thị ngồi xuống bên cạnh hắn quan tâm hỏi mấy hôm nay ta thấy hồn vía chàng cứ như ở trên mây có phải chàng có chuyện gì phiền lòng không? Có chuyện phiền lòng ư? Chuyện phiền lòng lớn nhất lúc này của hắn là dưới gối không có nhi tử, nhưng cái này có thể nói với phu nhân sao? Đương nhiên là không thể. Cho nên hắn đành cười nói, "Không có gì, có lẽ là do mấy hôm nay nghe tin đại quân triều đình đánh thắng trận nên ta luôn bất giác nhớ đến những ngày còn ở trong quân trước đây, xong lại nhận ra rằng những chuyện đó đã trôi qua nhiều năm rồi." con người phải luôn nhìn về phía trước, những chuyện đã qua cứ để nó qua đi. Đêm khuya rồi, chúng ta nên đi nghỉ thôi. Vân Thị không mấy để tâm mà chỉ an ủi vài câu. Vì ngày mai còn tham dự lễ cập kê của nhị cô nương phủ trịnh quốc công nên tối nay nàng phải đi nghỉ sớm để ngày mai tinh thần thoải mái hơn. Nàng phải gặp quý phu nhân của các phủ trong kinh với trạng thái tốt nhất. Đỗ Thành Trung gật đầu. Trong cơn mơ màng, có tiếng kêu thảm thiết của ai đó thình lình vang lên bên tai hắn. Đỗ Thành Trung, người giết hại cốt nhục ruột thịt, không có tính người, ta nguyền rủa ngươi đời này không có người kế tục, không có nhi tử đưa tiễn lúc lâm chung. Hắn bàng hoàng tỉnh giấc, ngực đập thình thịch không ngừng, hắn lấy tay quệt lên chán, mồ hô mướt cả bàn tay. Hóa ra là một cơn ác mộng. Là ác mộng sao? Ngay sau đó, trái tim hắn thắt lại, bàn tay vô thức nắm chặt thành nắm đấm không đó không phải ác mộng mười năm trước quả thực có người đã vô cùng tuyệt vọng và thảm thiết giống lên với hắn những lời đó chẳng lẽ suốt những năm nay hắn mãi không có nhi tử là vì lời nguyền năm đó sao không không đâu hắn nhanh chóng vứt bỏ cái suy nghĩ này đi quá hoang đường nếu trên đời thật sự có lời nguyền thì người đời nếu lòng mang hận thù ai đó chỉ cần tùy tiện nguyên rua cài câu đã linh nghiệm, như vậy không biết thiên hạ sẽ loạn thành cái gì. Hắn như thể đang an ủi chính mình, sau đó tiếp tục nhắm mắt chuẩn bị ngủ tiếc. Nhưng trong đầu hắn lúc này là một mớ hỗn độn, rất nhiều ký ức đã từng bị thời gian vùi lấp như dòng nước lũ vượt qua con đê sứt mẻ không ngừng đổ dồn về phía hắn. Hắn nhớ tới nỗi tuyệt vọng khi nữ tử mình yêu phải gả cho kẻ khác, nhớ tới sự phóng túng sau khi công thành danh toại thậm chí còn nhớ tới nữ tử yêu kiều đã từng khiến hắn có ý định cưới vợ vậy ư hóa ra hắn đã từng muốn cưới nữ nhân khác hắn cứ miên man suy nghĩ đến tận khi sắc trời tờ mờ sáng dường như có tiếng chim hót văng vẳng ở phía xa lúc này hắn mới mơ màng chìm vào giấc ngủ hôm nay là lễ cập kê của trịnh nhiên, hứa quân giao đeo khóa trường mệnh rồi thuận miệng gọi một tiếng a à, vũ đáp lại nàng vẫn là tiếng hừ nhẹ nhưng nàng cũng không để tâm đồng thời cũng phớt lờ luôn ánh mắt ghen ghét của đường quân du ở phía sau sau đó vui vẻ cùng nguyễn thị ra khỏi cửa đường quân du hận nàng muốn chết nàng ta nhìn chằm chằm bóng lưng của hứa quân giao hận đến nỗi không thể đục mấy cái lỗ trên lưng nàng ta đã nói rồi kể cả muội có lấy bà nội ra dồn ép nàng ta thì con nha đầu chết tiệt đấy chắc chắn sẽ không đồng ý đưa muội đi đâu huống hồ còn lâu bà nội mới vì muội một đứa cháu gái nửa ruột thịt mà làm khó cháu gái ruột của mình từ lúc bắt đầu muội đã phạm sai lầm khi mượn tay bà nội để ép buộc nàng ta rồi liên quan gì tới huynh ai bảo muội không tốt số như nàng ta có một người cha xuất sắc sắp tới sẽ có thêm một huynh trưởng có triển vọng nữa đường quân du mặt lạnh tanh Đường Hoài Châu có triển vọng ư? Người thầy kia của hắn vì muốn lấy lòng tam thúc mà lời ngon tiếng ngọt nào cũng nói được. Nếu muội nghĩ đường Hoài Châu có triển vọng như vậy thì cứ chờ tới kết quả cuối năm nay đi. Muội cứ đợi đấy, một ngày nào đó ta đánh bại hắn hoàn toàn trên trường thi. Đường Hoài Hưng cười giễu cợt, hắn tràn đầy niềm tin vào tương lai của mình. Chẳng qua đường Hoài Châu có một người cha tốt làm chỗ dựa mà thôi, còn hắn thì chẳng cần chỗ dựa gì sắt hắn chỉ cần dựa vào sự tài hoa của mình cũng đủ năng lực có được một tiền đồ rộng mở. Mùi yên tâm, đợi sau này đại ca thi đậu trạng nguyên, có tiền đồ rộng mở rồi nhất định sẽ giúp muội chút mối hận trong lòng này. Hắn cam đoan son sắt. Đường quân du khẽ hừ một tiếng, nhưng nét mặt lại dịu đi khá nhiều. Mặc dù nàng không có một người cha có tiền đồ, nhưng lại có một người huynh trưởng có triển vọng, hiện giờ hắn còn chưa đến 18 tuổi đã trúng cử nhân. Phóng tầm mắt nhìn khắp đại tề này có mấy ai đã đỗ cử nhân khi chưa tới 18 tuổi như hắn. Khi hứa quân giao đến phủ trịnh quốc công thì phát hiện ngũ công chúa đã đến từ lúc nào, nàng ta đang lấy làm bực bội khi bị nhiều người vây quanh như sao vây trăng sáng. Lúc nhìn thấy bóng dáng của hứa quân giao thì lập tức đi về phía nàng, giọng nói tràn đầy đắc ý. Sao nào? muội không ngờ rằng ta sẽ tới sớm hơn muội phải không bây giờ tứ hoàn tỷ mới đang trên đường tới đây thôi đấy hứa quân giao buồn cười người càng có thân phận tôn quý thì càng phải đến ở phút chót như vậy mới làm toát lên vẻ cao quý của các nàng cũng chỉ có ngũ công chúa mốc nghếch này là trường hợp ngoại lệ nàng ấy hoàn toàn không để tâm đến mấy thứ này thích đến thì cứ đến thôi quả thực muội cũng bất ngờ lắm không nghĩ tỷ lại tới sớm vậy. Hứa quân giao cười nói, sau đó nhìn sang trịnh nhiên đang nhận lễ vật từ trong tay của Nguyễn Thị, hứa quân giao nói. Chúc mừng nghiên tỷ tỷ nha. Trịnh nhiên cầm quà cười nói. Đa tạ quân giao muội muội. Nhờ có quân giao muội muội mà ngũ công chúa mới đến đây, đó đã chính là món quà tốt nhất dành cho nghiên tỷ tỷ rồi, cần gì phải tốn công chuẩn bị lễ vật khác. Gia Bình huyện chủ năm ngoài mới làm lễ cập kê xong, lúc này đứng cạnh cười khẽ. Huyện chủ cứ nói đùa, ngũ công chúa vẫn luôn rất mong chờ ngày lễ cập kê của nghiên tỷ tỷ, vì chuyện này mà tỷ ấy còn nhắc nhở muội nhiều lần. Hứa quân giao ra vẻ ngây thơ. Nàng chẳng phải đồ mốc, đương nhiên không thể nhận cây danh, kẻ thao túng công chúa triều đình, được. Ngũ công chúa gật đầu, cười tít mắt phụ họa theo. Đúng đấy, đúng đấy, ta muốn xem lễ cập kê của nghiên tỷ có gì khác với mấy hoành tỷ của ta trước đó. Trong lúc mọi người đang nói chuyện thì tứ công chúa vừa đến nơi, người đến cùng nàng ta còn có trịnh quý phi, hôm nay nàng ta cũng đến tặng quà cho cháu gái. Sau khi kết thúc buổi lễ cập kê, ngũ công chúa bĩu môi nhìn trịnh nghiên đồng thời huyết nhẹ hứa quân giao đang ở bên cạnh. Nghiên tỷ tỷ cập kê rồi, Thế có phải không lâu sau đó cũng chuẩn bị nghị thân giống Tam Hoàng Tỷ và Gia Bình huyện chủ không? Đấy là đương nhiên, Tỷ xem đi, có một đống phu nhân đang vây quanh trịnh quốc công phu nhân kìa kìa. Trong số các nàng có không ít người đã nhìn chúng nghiên tỷ tỷ, muốn tỷ ấy làm dâu nhà họ. Hứa quân giao liếc nhìn những phu nhân đang vây quanh trịnh quốc công phu nhân. Tam hoàng tỷ, gia bình huyện chủ, nghiên tỷ tỷ, mấy tháng nữa còn có tứ hoàng tỷ, vậy chẳng phải bốn người các nàng đều đang kén rẻ sao? Ngộ nhỡ các nàng cùng nhìn chúng một người thì chẳng lẽ phải đánh nhau một trận à? Đúng thế, nếu cùng nhìn chúng một người thì các nàng phải đánh nhau một trận, ai thắng thì được ôm Mỹ Nam Tử về nhà. Hứa quân giao trịnh trọng trả lời. Ngũ công chúa cười khanh khách, vươn tay véo má nàng một cái. Nhìn cái dáng vẻ trịnh trọng nói hưu nói vượn của muội, bản công chúa còn lâu mới tin hai người cười nói với nhau như trốn không người, khiến cho không ít quý nữ xung quanh đang có ý định chen ngang phải dừng bước, không dám tiến lên quấy rầy các nàng. rất nhanh sau đó, trịnh nhiên dẫn theo thị nữ tiến di tới, đón các nàng vào trong phòng nói chuyện. trừ hứa quân giao, ngũ công chúa, tứ công chúa và gia bình huyện chủ gia, còn có bốn quý nữ thân thiết với trịnh nhiên, trong bốn người họ có một người nhỏ nhất, tuổi tác sắp xỉ hứa quân giao sau khi trịnh nhiên giới thiệu xong hứa quân giao mới biết nàng chính là cô nương của phủ trấn viễn tướng quân nàng họ đỗ tên hạnh thường mọi người đều gọi nàng là thường nhi hóa ra là nữ nhi của vị phu nhân gả cho tình lang tướng quân tiểu cô nương có vẻ thẹn thùng bẽn là bẽn lén hành lễ với các vị công chúa sau đó nhìn các nàng một cái rồi mới ngoan ngoãn ngồi xuống một bên im lặng nhìn mọi người cười đùa vui vẻ Hôm nay Trịnh Nhiên được Trịnh Quý Phi ban cho trâm ngọc, được tứ công chúa mở lời khen ngợi, còn được cả ngũ công chúa, vị công chúa được sủng ai nhất trong cung đến nhà chúc mừng, nên tâm trạng vô cùng tốt, nụ cười luôn nở trên môi. Các nàng đều là các cô nương tuổi xanh mơn mởn, đang nói nói cười cười chợt có ai đó nhắc đến vị hôn phu sau này, các các cô nương lập tức vừa xấu hổ vừa tò mò. Người đùn ta đẩy hi hi ha ha khiến đối phương phải nói ra hình mẫu vị hôn phu lý tưởng sau này. Trong lúc đùn đẩy không biết ai đụng vào ai trước mà va vào thị nữ đang bưng chén trà đã đi đến. Một tiếng, ây ra, vang lên, ngoài tứ công chúa, ngũ công chúa và đỗ hạnh thường ra thì trên quần áo của những quý nữ còn lại đều ít nhiều bị dính nước trà. Nếu các tỷ muội không chê, chi bằng tạm thời thay quần áo của ta vóc người giao muội muội gần giống với lục muội muội của ta, hay là muội thay tạm đồ của muội ấy nhé. Trịnh Nhiên của thị nữ vài câu, sau đó đưa ra đề nghị. Hứa Quân Dao nhìn vết trà trên ngực mình, đành miễn cưỡng đồng ý. Chỗ này quá bắt mắt nên không thể mặc bộ này đi về được. Chẳng mấy chốc đã có thị nữ đưa các nàng vào trong phòng thay đồ, Trịnh Nhiên xin lỗi hai vị công chúa rồi cùng đi xuống hứa quân giao tháo khóa trường mệnh trên cổ ra và đặt ở một bên. Nàng được các thị nữ phủ trịnh quốc công hầu hạ thay bộ quần áo đã bị làm bẩn, tiếp đó mặc quần áo mới của lục cô nương phủ trịnh quốc công vào, vừa nhìn đã thấy rất vừa vặn. Nàng soi gương đồng chỉnh lại mái tóc dài, sau khi thấy mọi thứ trên người đã ổn thỏa mới đi ra ngoài. Đi mãi, đi mãi, nàng cảm thấy dường như mình đã quên mất thứ gì đó, vừa sờ lên cổ thì bừng hiểu thế mà nàng lại quên khuấy đi cái khóa trường mệnh thị nữ nghe nàng nói muốn đi lấy khóa trường mệnh đã bỏ quên ở trong phòng thì vội vàng dẫn nàng quay về nhưng nàng nhìn trái nhìn phải cũng không tìm thấy khóa trường mệnh mà lúc nãy nàng đặt trên bàn trang điểm đâu hứa quân dao hơi sốt ruột khóa trường mệnh kia thấy hay không cũng được nhưng vẫn còn môn vũ ngốc nghếch bám bên trong thị nữ đi cùng nàng cũng vội vàng tìm hai người xém chút nữa lật tung cái bàn trang điểm lên, nhưng vẫn không tìm thấy cái khóa trường mệnh đâu. Hứa quân dao ở trong lòng gọi tên ngôn vũ hết lần này tới lần khác, nhưng từ đầu đến cuối vẫn không thấy tiếng đáp lại. Trong lòng nàng càng sốt ruột hơn. Hai người đang tìm khóa trường mệnh hà. Đột nhiên có một thị nữ tiến vào hỏi. Đúng đúng đúng, người có nhìn thấy nó không? Hứa quân dao vội hỏi. Là nô tỳ nhặt được, vốn còn muốn đưa cho đường cô nương, nhưng đúng lúc trên đường đi lại gặp gia bình huyện chủ, huyện chủ vừa biết nô tỳ muốn đem đồ đi trả cho đường cô nương thì bảo nô tỳ cứ đưa cho nàng là được. Thị nữ vội nói, hứa quân giao nhẹ nhàng thở ra, vội vội vàng vàng đi tìm gia bình huyện chủ để lấy lại khóa trường mệnh. Đang đi nàng bỗng nhiên thấy tim mình bật thoát lên, bên tai dường như vang lên tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt nhất thời thay đổi. A à, Vũ nói về gia bình huyện chủ, sau khi nàng ta cầm lấy khóa trường mệnh thì nhìn trái nhìn phải, khinh thường nói. Kiểu dáng cũ dích, chất lượng cũng không tốt. Thế mà hứa quân giao cũng không biết ngại mà đeo nó cả ngày. Nói xong, nàng ta tiện tay vứt nó xuống nước, tõm, một tiếng khóa trường mệnh rơi vào trong cái ao nhỏ. Huyện chủ, làm vậy có ổn không? Dù sao đây cũng là đồ của đường cô nương mà thì nữ bên cạnh nàng ta có chút lưỡng lử. Sợ cái gì, cái loại đồ này, bản huyện chủ đền nàng ta bảy tám cái còn được. Gia bình huyện chủ không mảy may để tâm. Thị nữ dẫn đường của phủ quốc công trần trừ trong chốc lát, nhưng vẫn nhanh chóng bước đến bên bờ ao rồi ngồi xổm xuống, vươn tay mò mẫm nơi chiếc khóa trường sinh bị rơi xuống. Ngươi nhặt nó làm gì? Lẽ nào ngươi sợ bản huyện chủ không đền nổi? Gia Bình huyện chủ hư nhẹ một tiếng để che đậy sự trột dạ bất ngờ nổi lên trong lòng. Cái ao này không to lắm, vốn là nơi trồng hoa sen, nước ao cũng khá cạn, chẳng qua là lớp bùn lắng xuống đáy ao tương đối dày. Thì nữ vừa mò vừa đào một lúc lâu, bỗng nhiên đầu ngón tay khua vào một vật cứng, nàng ấy vui mừng khôn xiết, vội nắm lấy vật đó rồi kéo mạnh lên. Một tiếng, bụp trầm đục của một vật được kéo ra khỏi bùn vang lên, ngay sau đó là tiếng kêu đầy vui mừng của thị nữ. Nô tỳ tì tìm thấy rồi. Trái tim đang nâng lên của gia bình huyện chủ bị rơi về thực tại, nàng ta hư một tiếng rồi quay mặt đi chỗ khác. Thị nữ chưa kịp rửa sạch bùn đất bám trên khóa trường mệnh thì hứa quân giao đã đuổi tới nơi. Huyện chủ, khóa trường mệnh của muội đâu? Hứa quân giao vội hỏi. Gia bình huyện chủ vì trột dạ mà né tránh ánh mắt của nàng, nhanh chóng liếc nhìn thị nữ đang cầm khóa trường mệnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Nàng trầm mặt. Có chuyện gì là sao? Chẳng qua ta chỉ lỡ tay vứt nó xuống ao, sau đó ta cũng bảo người đi nhặt nó về rồi. Muội còn muốn thế nào? Gia Bình huyện chủ không hài lòng với thái độ của nàng. Dù sao đồ cũng đã nhặt rồi, nàng cứ quả quyết nói mình lỡ tay đấy, hứa quân giao làm gì được mình nào? Lúc này, thì nữ đã rửa sạch khóa trường mệnh, lấy khăn lau sạch nước động rồi cung kính đưa đến trước mặt hứa quân giao. Đường cô nương. Hứa quân dao vội vàng cầm lấy khóa trường mệnh, chẳng thèm để ý tới. Gia bình huyện chủ mà vội vàng ở trong lòng không ngừng gọi tên môn vũ. Nhưng nàng vẫn không thể nghe thấy hay nhìn thấy âm thanh và bóng dáng quen thuộc kia. À vũ, nếu ngươi còn không đáp lời ta, ta sẽ phát cáu đấy nàng sụ mặt ra sau một lúc lâu nàng lại ngó nghiêng xung quanh một lần nữa nhưng vẫn không có được lời hồi đáp cũng không thấy được bóng dáng con quỷ kia không biết tại sao nàng có chút hoảng loạn nàng cứ gọi mãi cái tên môn vũ này trong lòng a à, vũ nếu ngươi còn không mau lên tiếng không mau xuất hiện thì ta thật sự sẽ phát cáu đấy gia bình huyện chủ thấy từ sau khi nàng cầm khóa trường mệnh thì nhìn nó chằm chằm không chớp mắt lúc thì ngó nghiêng xung quanh lúc thì giống như đang tìm thứ gì đó nàng ta lấy làm lạ bèn hỏi này muội đang làm gì thế thứ này là được làm bằng vàng kể cả có rơi xuống bùn hay làm rơi thì cũng không hỏng được muội cứ nhìn hàm chằm nó làm cái gì hứa quân giao quay mặt lại ánh mắt lạnh buốt tới tận xương gia bình huyện chủ run lên sau đó giận về phản ứng của chính mình, cường ngạnh nói. Chẳng lẽ muội còn muốn mượn chuyện này để đe dọa bản huyện chủ? Hứa quân giao không còn lòng dạ nào mà ở đây tranh luận với nàng ta, vứt lại một câu, người tốt nhất nên cầu cho nàng ấy không bị sao, rồi rời đi. Ta còn phải cầu cho nó không sao á. Chớ nói nó hoàn toàn không bị rơi hỏng, ngay cả khi nó bị hỏng thì bản huyện chủ đề 10 cái cũng được. Gia bình huyện chủ bực bội, hướng về phía bóng lưng của nàng la hét. Hứa quân giao không nghĩ tới, những ngày sau đó ngôn vũ không hề xuất hiện, thậm chí cũng chưa từng đáp lại lời nàng, tựa như trước giờ chưa từng tồn tại, còn khóa trường mệnh cũng chỉ là một khóa trường mệnh bình thường. Nàng vừa lo vừa sợ, đồng thời cũng không biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Rõ ràng trước khi ra cửa nàng ấy vẫn còn ở yên trong khóa trường mệnh, trong suốt buổi lễ nàng vẫn còn cảm nhận được sự tồn tại của nàng ấy. Mới một lát sau đã không thấy đâu là sao. Nàng lại nhớ đến tiếng hét thảm thiết giống như ẩn chứa nỗi đau vô hạn đã từng vang lên bên tai mình, khuôn mặt nàng bỗng tái đi. mươi 48, tướng quân trở về. Chẳng nhẽ con quỷ ngốc kia gặp phải cái gì, nàng ta sợ nước ư, không thể nào, mấy năm nay không biết nàng đã rửa khóa trường mệnh bao nhiêu lần, thậm chí có lần bao phu nhân còn rửa nó bằng nước lá bưởi nhưng cũng không thấy nàng ta bị làm sao. Cho dù nàng ta có trên nước trong ao bẩn, hay toàn thân dính bùn cũng không đến mức kêu lên thảm thiết như thế chứ. Nhưng việc cấp bách lúc này là tìm ra người, à không, tìm ra con quỷ kia đã, những chuyện khác để sau rồi tính. Cơ mà phải tìm thế nào đây? Hứa quân giao cảm thấy lúng túng. Sự tồn tại của môn vũ quả thật rất kỳ quái. Đã thế nàng ta còn ngốc nghếch không nhớ được cái gì, ngay cả lai lịch của mình cũng không rõ. Mấu chốt là nàng ta có điểm không giống với con quỷ trong truyền thuyết, nàng ta không sợ ánh nắng, cũng không sợ những vật trừ tà. Nếu không phải nàng ta có thể bay, lại không cần ăn uống hay tè tiện thì cũng không khác người bình thường là bao. Lúc này, nàng chỉ có thể vừa gấp rút tìm đọc những cuốn sách viết về thần tiên ma quái mà bình thường nàng chẳng đọc bao giờ, vừa lấp lường hỏi thăm những ma ma lớn tuổi trong phủ đồng thời chạy đến chỗ vương thị giả bộ thích thú hỏi bà ấy những chuyện về thần tiên ma quái. Vương thị chẳng những không nghĩ nhiều, mà còn lấy làm vui mừng khi thấy cháu gái chạy đến đây nói chuyện với mình. Bà vòng tay ôm lấy hứa quân dao và kiễn nhẫn kể cho nàng nghe đủ thứ chuyện về thần tiên ma quái mà bà đã từng được nghe. Thí như, ngày xưa có một nương tử nhà Tú Tài nọ chết sớm, Tú Tài rất đau lòng, mỗi ngày đều lau chùi di vật của nương tử đến mức bóng bẩy. Đột nhiên có một ngày, nữ nhi của thái thú tìm đến nhà hắn, hỏi ra mới biết vợ của hắn đã sống lại trong thân xác của nữ nhi mới qua đời nhà thái thú, thế là phu thê đoàn tụ, sau này tài nhân đỗ trạng nguyên và trở thành quan lớn. Hứa quân giao nghe thấy thì cạn lời, nhưng vẫn thừa cơ hỏi. Nếu thái thú biết thân xác nữ nhi của mình bị người khác chiếm lấy chẳng phải rất đau lòng sao? Phải làm thế nào để triệu hồn nữ nhi về à? Vương thị. Cái này người chết thì hồn cũng tiêu tan sao có thể quay về được nhưng không phải linh hồn của vị nương tử nhà tú tài quay về được sao ạ à? còn chiếm cả thân thể của người khác nữa có thể thấy được chắc chắn có cách đó là ý chỉ của lão diêm vương lão diêm vương cảm động trước tình cảm sâu đậm của tú tài dành cho nương tử của hắn nên mới đặc biệt cho phép người vợ sống lại để gia đình hắn đoàn tụ vương thị sở đầu cháu gái yêu thương nói hứa quân giao được thôi, lão Diêm Vương là nhất, lão nói cái gì cũng đúng. Vương Thị vỗ mặt nàng, bắt đầu thu dọn đồ trong hộp đàn hương bảo bối của bà ấy. Hứa quân giao liếc thoáng qua thì thấy bên trong chiếc hộp đặt một lá bùa hộ mệnh, một góc của lá bùa đã bị cháy xem. Hứa quân giao có chút tò mò nên lấy ra hỏi. Bà nội ơi, sao lá bùa này lại bị đen một góc thế à? Có phải do cẩn thận nên bị lửa đốt không à? không phải không cẩn thận nên bị lừa đốt đâu, mà vì nó giúp bảo nha cản tai họa nên mới bị xém mất một góc đó. Lúc con còn nhỏ, có một lần bị ốm rất nghiêm trọng, các vị đại phu đều bó tay, nhưng may thay lá bùa này đã giúp con cản được một tai họa. nhắc đến chuyện này, Vương Thị không nén được lời cảm thán. May mà có lá bùa hộ mệnh của đạo trưởng Huyền Thanh, nếu không năm đó cháu gái e rằng không qua nổi kiếp nạn. Hứa quân dao động não suy nghĩ. Chẳng lẽ bà ấy đang nói về cái lần nàng sống lại trong thân xác của đường quân giao? Mặc dù đường quân giao thật đã chết yểu, nhưng việc nàng vô duyên vô cớ sống lại trong thân xác của đường quân giao đã chết thật sự cũng rất tà môn. Nói không chừng chuyện này quả thực có liên quan đến lá bùa kia. Chi bằng mình cầm nó về nghiên cứu cẩn thận một phen, xem có thể tìm ra cách nào mang A Vũ con quỷ ngốc nghếch kia quay về không? Nghĩ đến đây, nàng bèn nài nỉ vương thị. Bà nội ơi, bà có thể cho cháu cái này không? Bùa hỏng rồi cũng không dùng được nữa. Nếu bảo nha muốn thì bà sẽ đưa nó cho con, nhưng con phải giữ gìn cẩn thận, đừng để mất nó nhé. Vương thị dặn dò. Dạ, cháu biết rồi à. Cháu sẽ cất nó thật kỹ. Hứa quân dao đáp lại, rồi nhét bùa hộ mệnh vào túi, sau đó nàng cùng vương thị tán phét trên trời dưới đất một hồi mới tìm lý do chuồn đi ban đêm bích văn vào phòng mà vẫn thấy cô nương nhà mình đang đọc sách nàng không khỏi nói đêm đã khuya cô nương cũng nên đi nghỉ thôi ngày mai lại xem tiếp hứa quân giao thuận miệng ừ một tiếng lúc này bích văn mới chú ý đến lá bùa bị cháy một góc đặt bên cạnh hứa quân giao sủng sốt hỏi sao cái này lại ở chỗ cô nương ta lấy từ chỗ bà nội đấy. Hứa quân giao trả lời. Nàng nghiên cứu cả nửa ngày mà vẫn không nhìn ra chỗ đặc biệt của lá bùa này. Nàng đã từ bỏ, nhưng vẫn cố cầm cuốn sách lên lật xem. Sau khi chết đều thành quỷ, còn có thứ gì có thể khiến nàng ta phải sợ hãi như vậy? Nàng vừa lật sách vừa lẩm bẩm một mình. Quỷ là kẻ ác đấy, cô nương chưa nghe nói bao giờ sao? Bích Văn giúp nàng thu xếp giường chiếu, Nghe được câu hỏi của nàng thì nhân tiện đáp lời. Thế trừ kẻ ác ra, còn có thứ gì khiến nàng ta sợ nữa không? Ngoài những vật trừ tà, các loại pháp khí và những thứ tương tự ra. Hứa Quân Dao đặt cuốn sách trên tay xuống, gặng hỏi. Ngày trước nô tỳ từng nghe có vị ma ma già nói, nếu trước khi chết người đó trải qua sợ hãi cực điểm, loại sợ hãi này sẽ luôn khắc sâu vào hồn phách của nàng ta cho dù sau khi chết biến thành quỷ rồi cũng khó mà tiêu tan được bích văn nghĩ một lúc rồi trả lời hứa quân giao sửng sốt trước khi chết trải qua sợ hãi sao cái đồ mốc a vũ từng bị thế ư trước khi chết nàng ta đã từng trải qua sợ hãi tột độ ư được rồi cô nương cũng nên đi nghi thôi nếu bây giờ không ngủ thì mai không dậy nổi đâu đấy bích văn cười thúc giục hứa quân giao gật đầu cầm lấy khóa trường mệnh và bồ hộ mệnh nằm trên giường sau đó bích văn dém chăn cho nàng buông màn trứng xuống khêu bấc đèn để ánh đèn trở nên tối hơn sau cùng mới nhẹ nhàng lui ra ngoài sau khi cửa phòng nhẹ nhàng đóng vào hứa quân giao thò hai tay ra khỏi chăn xoay nhẹ khóa trường mệnh tiếp tục nhẫn nại gọi a à, vũ hết lần này đến lần khác hệt như mấy ngày trước nhưng vẫn không có điều gì bất ngờ xảy ra qua thật lâu nàng vẫn không có được bất kỳ lời hồi đáp nào. Hứa quân dao bất lực đặt chiếc khóa trường mệnh cùng với lá bùa hộ mệnh bên gối, dầu dĩ kéo chăn đắp kín người. Ngày trước, nàng lúc nào cũng chê con quỷ mốc kia ẩm ý om sòm, lúc nào cũng luyên tha luyên thuyên, lại nhảy bên tay nàng, thỉnh thoảng nàng ta còn đột nhiên xuất hiện làm người ta sợ hãi, lúc bực mình nàng chỉ muốn vo viên nàng ta lại rồi nhét vào thùng gỗ nhưng giờ a vũ không ở đây tuy lỗ tai đã được yên tĩnh nhưng trong lòng nàng cứ cảm thấy trống rỗng có chốt không quen có thể thấy được năng lực chịu đựng của con người rất mạnh mẽ bị ngược mãi ngược mãi rồi cũng sẽ quen thôi nàng thầm nghĩ lúc thì tức giận nghĩ đợi con mốc kia trở về nàng nhất định sẽ dạy cho nàng ta một bài học nên thân để xem sau này nàng ta còn dám mất tích nữa không lúc thì nghĩ kiểu khác thôi kệ chỉ châm trước lần này thôi, có lẽ lúc này nàng ta đang sợ lắm, nàng khoan dung độ lượng không so đo với con ngốc. Nàng cứ miên man suy nghĩ rồi mí mắt càng ngày càng nặng lúc nào không hay, cuối cùng mí mắt từ từ khép lại. Hứa quân dao ngủ say tới mức hoàn toàn không cảm nhận được ánh sáng yếu ớt đang phát ra từ một góc của lá bùa hộ mình. Tùy ánh sáng mỏng manh nhưng dần dần bao phủ khóa trường mình. Trong giấc mơ, hứa quân giao bỗng nhiên cảm thấy ngực mình nao nao, ngay cả hô hấp cũng có chút khó khăn. nàng vùng vẫy để mở mắt tỉnh lại. khi tỉnh dậy trong mắt nàng còn mang theo chút mơ màng. chợt cảm thấy cổ họng khô rát, nàng vén màn định lên tiếng gọi bích văn, nhưng đôi mắt nàng đột nhiên mở to, ngay cả giày cũng không sò mà chạy về phía bóng dáng quen thuộc không biết đã nằm trên mặt đất từ lúc nào. a à vũ a à vũ, ngươi làm sao vậy? a à vũ Mau tỉnh lại đi, mau tỉnh lại đi, nàng nhìn thân thể ngôn vũ nằm trên mặt đất gần như trong suốt, giống như ngay sau đó sẽ hoàn toàn biến mất. Kỳ lạ gắt là trên người nàng ta dính rất nhiều bùn ướt, vậy mà khi nàng chạm tay vào nàng ta lại không đụng được vào bùn, có thể thấy được chỗ bùn này căn bản không phải thực thể. Chẳng lẽ bùn đất cũng là hóa linh sao? Nàng không hiểu nổi, cũng không còn lòng dạ nào truy cứu đến cùng, nàng dùng sức đỡ ngôn vũ ngồi dậy trong mê sàng cả người Môn Vũ vô thức co quắp lại, cứ dần dần dựa sát vào trong lòng nàng. Hứa Quân Dao không nghĩ nhiều mà ôm nàng ta vào lòng, cũng không dám cử động lung tung, cứ gọi đi gọi lại tên nàng ta trong lòng. Cũng không biết trải qua bao lâu, nương theo ánh sáng ngày càng heo hắt của ngọn đèn, cùng với ánh trăng sáng ngời rọi qua khung cửa sổ, nàng phát hiện Môn Vũ đang nằm trong lòng mình càng ngày càng rõ nét lúc này đã không còn cảm giác trong suốt như lúc ban đầu. Hứa quân dao vừa mừng vừa sợ, cố chịu đựng cơn đau mỏi ở hai tay mà ôm chặt lấy nàng ta. Cuối cùng, và lúc nàng cảm thấy hai tay của mình sắp đứt lìa vì mỏi thì ngôn vũ đang nằm trong ngực nàng run rẩy mí mắt, ngay sau đó, đôi mắt từ từ mở ra. Ngươi tỉnh rồi à? Ánh mắt hứa quân dao sáng lên, không nhịn được cất tiếng hỏi. Ngôn vũ ngơ ngác nhìn nàng, sau một lúc lâu mới, oa, một tiếng bật khóc nức nở, vừa khóc vừa nói. Làm ta sợ muốn chết, làm ta sợ muốn chết. Hu hu hu. Sao lại có chuyện đáng sợ như vậy chứ, sợ chết ta mất. Hứa quân giao vỗ lưng trấn an môn vũ, không sao rồi, không sao rồi, đã không sao cả rồi. Môn vũ khóc một hồi, sau đó tiếng khóc mời dần dần dừng lại, cuối cùng chỉ còn tiếng nấc sau khi khóc. Gương mặt vốn dĩ vô cùng tươi tắn, động lòng người giờ lại khóc, thành khuôn mặt mèo tam thể, Hứa Quân Dao nhìn thấy mà vừa đau đầu vừa bất lực, nhưng cũng có chút đau lòng. Nàng nhìn gương mặt lấm len bùn đất của Môn Vũ, nhịn không được duỗi tay muốn lau đi nhưng vẫn chỉ chạm vào khoảng không. "A à Vũ, sao khắp người ngươi toàn bùn thế? Mấy ngày nay ngươi đã ở đâu? Tại sao không quay về?" Nàng cuối cùng vẫn không nhịn được mà hỏi. Ngôn vũ thút thiết nói. Ta ở một nơi cực kỳ, cực kỳ đáng sợ, khắp nơi đều là bùn, ta không thể nói được, cũng không thể thở được, cả người đều đau nhức. Nói đến đây, nàng ta run lên bần bật, dường như đang nhớ lại cảm giác sợ hãi và tuyệt vọng, muốn vùng vẫy nhưng không thể vùng vẫy được, đồng thời, nàng ta tiếp tục cuộn người lại và rúc vào lòng hứa quân giao. Bùn ư, hứa quân giao hoảng hốt, trong nháy mắt nhớ lại chuyện ngày hôm đó ra bình huyện chủ, không cẩn thận vứt khóa trường mệnh vào trong ao, cho nên lúc đó A Vũ đã rơi từ trong khóa trường mệnh ra và bị mắc kẹt trong bùn ướt. Nhưng mà, nhưng mà A Vũ không có thực thể mà. Bức tường có dày tới đâu nàng ta đều xuyên thẳng qua được, làm sao đống bùn ướt ấy có thể vây hãm được A Vũ chứ? Chẳng lẽ nàng chợt nghĩ đến một khả năng sau đó vô thức nhìn Môn Vũ với đôi môi run rẩy. Chẳng lẽ nàng ta từng bị chôn sống cho đến chết sao? Cho nên, sau khi chết vẫn sợ cảm giác ở trong bùn. Thế người thoát ra khỏi đống bùn đáng sợ kia bằng cách nào? Nàng lại hỏi. Tuy vòng tay này yếu ớt, nhưng cái ôm lại ấm áp an toàn nhất trên thế gian, nỗi sợ hãi trong lòng Môn Vũ cũng vì thế mà vơi đi không ít, chẳng qua cả người vẫn khá suy yếu nhỏ giọng nói. Ta cũng không biết nữa. Vào lúc ta đang cảm thấy rất sợ hãi thì bỗng nhiên có một ánh sáng bọc lấy ta, sau đó éo ta thoát khỏi đống bùn ấy. Lúc ta tỉnh lại thì đã quay về đây rồi. Hứa quân dao càng thêm sừng sốt, không thể lý giải những gì đang diễn ra. Khi nhìn thấy dáng vẻ suy yếu của môn vũ, nàng cũng chẳng còn lòng dạ nào mà tiếp tục truy cứu đến cùng, nhẹ nàng đẩy nàng ta rồi rục nhanh nhanh quay về khóa trường mệnh nghỉ ngơi đi môn vũ tựa lên bờ vai gầy yếu của nàng đang muốn nói được thì đột nhiên nhớ ra cái gì đó nàng ta mở mắt ra cắn môi và vẫn nói với giọng yếu ớt thế sao giao thích a vũ hay đình ca hứa quân giao giật mình sao câu này nghe quen thế nhỉ nói đi mà thích ai thấy nàng không trả lời môn vũ bĩu môi yếu ớt hối thúc a à, vũ hai mắt môn vũ sáng lên vội vã hỏi lại Dự vương với a à, vũ thì sao a à, vũ châu ca với a à, vũ thì sao dù cho vẫn còn rất yếu nhưng khóe miệng của môn vũ sắp ngoác tới tận mang tai a à, vũ hứa quân giao bất lực cuối cùng môn vũ cùng cười đầy thỏa mãn nhưng vẫn không quên bồi thêm một câu ta muốn giao giao đan cho ta một con châu chấu không, muốn hai con cơ. Được, ta sẽ đan cho ngươi hai con châu chấu, cộng thêm một con bướm nữa. Hứa quân giao khá hào phóng nói. Thật sao? Ngôn vũ vừa ngạc nhiên vừa vui mừng, sau khi có được câu trả lời chắc chắn thì nụ cười trên mặt lại càng tươi hơn. Đêm nay ta ngủ trên giường với giao giao được không? Nàng ta được voi đòi tiên hỏi. Được, nhưng ngươi phải làm sạch bùn trên cơ thể đi lần này thấy ngôn vũ bị như vậy khiến hứa quân giao rất đau lòng nên cũng không kỳ kèo với nàng ta nữa mặt mày ngôn vũ cong lên vì vui sướng gật đầu như gà mổ thóc được một người một quỷ nằm trên giường ngôn vũ đối mặt với nàng nhưng cơ thể vẫn cuộn tròn lại theo thói quen trên gương mặt tái mét là nụ cười ngọt ngào giống như đang nói mớ thật tốt quá mặt hứa quân giao có chút ngẩn ngơ Tựa như có thứ gì đó vừa hiện lên trong đầu nhưng nhất thời nàng không thể nắm bắt được. Mới có mấy ngày ngắn ngủi mà đã trải qua bao nhiêu chuyện như thế, khiến cho lòng nàng tích tụ ngày càng nhiều băn khoăn. Nàng nhìn Môn Vũ bên cạnh mình đã chìm sâu vào giấc ngủ, vẻ mặt điềm tĩnh lúc ngủ của nàng ta rõ ràng rất quen thuộc, nhưng lúc này lại có chút xa lạ. Thậm chí có đôi khi, khi nàng nhớ lại chuyện đời trước, những câu chuyện đó không còn thuộc về hứa quân giao nữa mà thuộc về gương mặt của đường quân giao mà nàng đang có lúc này không biết bắt đầu từ lúc nàng nàng đã đánh đồng khuôn mặt trước mắt mình với môn vũ khuôn mặt này là của môn vũ khuôn mặt của môn vũ chính là như này nàng thở dài một hơi quyết định không nghĩ nhiều nữa dù sao môn vũ cũng đã bình an quay về mặc dù nàng ta mất tích và quay về một cách vô duyên vô cớ nhưng cũng chẳng sao cả chỉ cần quay về là tốt rồi sáng sớm ngày hôm sau khi mở mắt thức dậy hứa quân giao vô thức nghiêng đầu nhìn bên cạnh nhưng phát hiện ra ngôn vũ vốn nên nằm ở đây nay lại không thấy đâu cả nàng nhất thời hoảng sợ nhanh chóng ngồi phát dậy vén màng sỏ dày xuống đất ngay sau đó đập vào mắt nàng là khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của ngôn vũ nàng thở phào nhẹ nhõm tức giận chừng mắt nhìn nàng ta sau đó được bích văn hầu hạ rửa mặt thay quần áo tâm trạng của môn vũ vô cùng tốt sau khi hứa quân giao mặc quần áo trang điểm ổn thỏa nàng ta lập tức bay đến nhắc nhở châu chấu bươm bướm không được quên nhá biết rồi biết rồi quên ai cũng không quên ngươi hứa quân giao hết nói nổi nàng vén rèm bước ra môn vũ cũng đi sát theo sau nàng một người một quỷ đi bộ trên con đường nhỏ lát đá xanh vào buổi sáng tinh mơ, quả thật là một khung cảnh hài hòa hiếm thấy. Bích Văn ở trong phòng thu dọn giường đệm thì nhìn thấy bùa hộ mệnh đặt bên cạnh gối, không biết có phải ảo giác hay không nhưng nàng cảm thấy chỗ cháy xém trên lá bùa hình như khuếch trương một chút. Nhưng nàng cũng không nghĩ nhiều mà cất thật kỹ lá bùa hộ mệnh quý giá và quan trọng này vào một chiếc hộp không thường xuyên mở ra. Trên đường đi thỉnh An Nguyễn Thị, Hứa quân giao hỏi về những chuyện đã xảy ra ở phủ trịnh quốc công hôm đó. Khi biết khóa trường mệnh bị gia bình huyện chủ cố tình vứt vào trong ao thì hai mắt nàng hơi híp lại, cười lạnh một tiếng. Hay cho câu, không cẩn thận. Có vẻ như mấy năm nay nàng ở trong cung đã giả vờ thành công bộ dạng ngây thơ đáng yêu, đơn thuần vô hại, cho nên mới có người dám tùy tiện ức hiếp nàng. Mặc dù năm đó các vị công chúa và thư đồng của họ ở văn hoa quán có lúc sẽ xảy ra những chuyện không vui. Thứ nhất là do họ còn nhỏ, thứ hai là do không có ai dám dở thói ngang ngược ở trong cung, cho nên cơ bản mà nói thì bọn họ chung sống cũng khá hòa thuận. Nhưng khi lớn dần, trước có từ huyền thanh và bành ngọc kỳ tranh giành môi vị thái tử phi, sau có tam công chúa ở giữa dở trò ly gián tứ công chúa và ngũ công chúa khiến mối quan hệ của hai người họ ngày càng xa cách. Sự yên ả chốc chênh đã bị phá vỡ từ lâu. Nhưng rất nhanh sau đó, có một tin vui khác thu hút sự chú ý của nàng, đó chính là đại quân triều đình thắng trận trở về. Gạch nối. Bất kể đi đến nơi nào cũng có thể nghe thấy mọi người đang thảo luận câu chuyện về vị tiểu tướng anh dũng ở bên cạnh ngự giá, Độ Thành Trung càng nghe càng ngưỡng mộ càng nghe càng tiếc hận mình không có nhi tử. Nếu hắn cũng có một nhi tử ruột thịt kéo dài huyết mạch của mình, thằng bé được hắn hết dốc lòng bồi dưỡng thì chắc chắn sẽ không thua kém vị tiểu tướng bây giờ. Chỉ tiếc là ông trời không toại lòng người, hắn đã thành hôn nhiều năm mà dưới gối vẫn chỉ có một nữ nhi. Nữ nhi không phải không tốt, hắn cũng yêu thương con bé như chân Bảo, nhưng nói cho cùng hắn vẫn còn tiếc nuối. Về phần duy lượng, đứa con riêng của vợ, thằng bé Trung Quy cũng không phải con ruột của mình, nên cũng khó kế thừa mọi thứ của phủ tướng quân. Hắn thấy buồn bực trong lòng. Sau đó, dưới sự đùa bỡn của đồng liêu, hắn uống cạn ly rượu được hoa cô nương, sao, dâng đến tận miệng, uống xong còn nhận được một nụ hôn mọt ngào từ người đẹp, càng làm giấy lên sự đùa bỡn của mọi người. Sao, hoa cô nương, gái tiếp khách, gái làng chơi và gái kia kia. Dầu rằng tiểu lượng của hắn không tệ, từng có mỹ danh là ngàn chén không say, nhưng bây giờ có nỗi phiền muộn tích tụ trong lòng, lại còn bị chốt vô số ly rượu nên sau khi ra khỏi tiểu lầu hắn đã ngà ngà say. Đỗ Thành Trung đẩy tay tùy tùng đang muốn đỡ tay mình ra, bước chân tránh choáng đi về phía phủ trấn viễn tướng quân, người hầu đi sát phía sau hắn, khi nhìn thấy hắn có vẻ sắp ngã thì nhanh chóng tiến lên đỡ không cần người đỡ, bản tướng quân, bản tướng quân không say đến nỗi ngay cả đi bộ cũng cần người khác đỡ. Đỗ Thành Trung nấc cụt. Tướng quân, trời sắp tối rồi, e rằng phu nhân đang sốt ruột đợi trong phủ. Tùy tiệc không dám làm trái ý hắn, đành phải lấy phu nhân ra để nhắc nhở. Quả nhiên, Đỗ Thành Trung không nói gì nữa, cũng không khước từ hành động tiến lên diều mình của Tùy Tùng. Tùy tiệc thở phào nhẹ nhõm, dìu hắn tiếp tục đi đường. Ai ui? Khi đi qua ngã tư, đột nhiên có một nữ tử chạy từ trong con hẻm nhỏ bên cạnh ra. Hai người tránh không kịp, nữ tử ngã sóng xoài trên mặt đất. Sao, đoạn này hơi mông lung cơ mà tác giả viết dậy nên mị cũng chịu ó. Cô không sao chứ? Đỗ Thành Trung đã tỉnh rượu hơn. Không sao, là do ta đi đường không cẩn thận, không liên quan đến các người nữ tử một bên nhặt rau quả rơi đầy đất một bên quay đầu lại mỉm cười nhìn hắn đỗ thành trung ngây ngần cả người khuôn mặt này cô tên là gì ta sai người đưa cô trở về nhé rõ ràng biết là không nên nhưng hắn vẫn mở miệng hỏi tên của tiểu nữ là lăng tương nhà ở gần đây cảm ơn ý tốt của đại nhân nhưng ta có thể tự mình về nữ tử ở kinh thành đã lâu Đương nhiên nhìn ra nam tử vừa đâm vào mình không phải là người giàu có thì cũng là người quyền quý. Nàng nhỏ ẩn miệng cười nhưng vẫn khéo léo từ chối ý tốt của hắn. Lăng tương, tương, vân tương. Đỗ Thành Trung rơi vào trạng thái thất thần, nhìn về phía nữ tử trước mặt lần nữa. Giống, nhưng lại không giống, giữa hai đầu lông mày có nét giống nhau. Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy trong nhiều năm qua. Không được trời sắp tối rồi một nữ tử yếu đuối như cô đi đường một mình làm sao khiến người ta yên tâm được và lại cô không cần lo lắng tại hà họ đỗ tên thành trung là chấn viễn tướng quân của triều đình chứ không phải kẻ xấu lòng giả khó lường hắn một mực từ chối thuận tiện nói ra thân phận lăng tương mừng thầm nàng biết ngay mà người trước mặt nàng không phải giàu có thì cũng là quyền quý không nghĩ tới còn là một vị tướng quân Tùy từng mấp máy mồm muốn nói chuyện, nhưng nghĩ kỹ lại đành thôi. Nhiều năm nay tướng quân vẫn chỉ gần gũi với phu nhân, ngay cả việc quan trọng nhất như thừa kế hương hòa cũng quên đi. Bây giờ hiếm lắm mới có một vị cô nương được ngài ấy nhìn bằng con mắt khác. Nếu nàng ta có thể nhân cơ hội sinh cho tướng quân một tiểu công tử, thì đây chính là chuyện vui. Nghĩ đến đây, hắn ngày càng giả câm vờ điếc. Vân Thị không bao giờ nghĩ tới, lúc nàng đang đau đầu vì việc hôn nhân của nhi tử phu quân mà nàng cho rằng cả đời này sẽ một lòng một dạ với mình đã bắt đầu phản bội nàng ngày ngự giá trở về kinh đỗ thành trung lưu luyến rời khỏi lăng tương dịu dàng quyến rũ hắn mang theo tâm trạng phức tạp ra cửa ngóng nhìn đứa con có triển vọng nhà người ta mấy ngày nay hắn càng ngày càng đắm chìm trong sự dịu dàng quyến rũ của lăng tương còn về vân thị xuất phát từ sự trột giả và hổ thẹn nên mỗi lần quay về phủ hắn đều tặng một món quà nhỏ cho Vân Thị. Điều này khiến lòng Vân Thị ngọt ngào như uống mật. Lúc này, hắn đang mặc áo quan đứng trong hàng ngũ của quan võ. Ánh mắt sáng như đuốc nhìn chằm chằm chàng thiếu niên đang đứng bảo vệ bên cạnh thiên hy đế. Hắn càng nhìn càng càng thấy thiếu niên này quen mắt. Chỉ là trong chốc lát không thể nhớ ra đã gặp người này ở đâu. Chợt một chàng ti éng, ngô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế đinh tai nhức óc vang lên hắn vội vã phục hồi lại tinh thần quỳ gối hành lễ cùng với bách quan khuôn mặt tuấn tú của hạ thiệu đình đang nghiêm túc hộ tống ngự giá vào thành hắn tạm ngơ trước dòng người chen trúc hai bên đường chỉ chăm chú theo dõi đoàn quân đang tiến vào thành thiên hy đế liếc thoáng qua hạ thiệu đình thì thấy hắn vẫn giữ nguyên vẻ mặt vô cảm thấy thế ánh mắt thiên hy đế tràn đầy bất lực thằng nhóc này tuổi còn trẻ nhưng lại học thành thạo một chiêu lão tăng mùi thiền. Mấy ngày này, hắn lập lờ chỉ dạy thiếu niên binh pháp, kinh ngạc phát hiện thằng nhóc này khá có thiên phú bài binh bố trận, chẳng qua kinh nghiệm còn tương đối ít. Chỉ cần cho thằng bé đủ thời gian để trau dồi kinh nghiệm, trong tương lai không xa chắc chắn sẽ trở thành một vị tướng dũng mãnh của đại tề. Một chuyện nữa khiến thiên hy để phải đau đầu chính là võ công của hạ thiệu đình, quả thực nó rất tạp nham vừa nhìn đã biết thằng nhóc không được học một cách bài bản. Thằng nhóc chém giết ngoan cường trên chiến trường hoàn toàn dựa vào sự bất cần, không sợ chết của bản thân. Tiếng hoan hô trên đường đi càng ngày càng nhiệt liệt, Hạ Thiệu Đình vẫn hờ hứng cưỡi kỵ mã đi bên cạnh bảo vệ hoàng đế. Trong lòng bỗng nhiên hắn có linh cảm, bèn nghiêng đầu nhìn về phía tiểu lầu bên đường, bất ngờ nhìn thấy một tiểu cô nương đang đứng ở cửa sổ lầu hai ôm mặt hét với hắn. Đình ca đình ca huynh đình quá sao huynh lại xuất sắc như vậy chứ tướng quân muội biết ngay mà ây ra toi rồi trái tim bé bỏng của ta hắn ngây ngần cả người muốn nhìn rõ diện mạo của đối phương nhưng kỵ mã đã đi qua mất bỏ lỡ hình ảnh tiểu cô nương vừa hét vừa nhảy loạn cả lên châu ca nhìn muội mu ỏi dường như trở thành một con người khác hắn lặng lẽ lùi xa con bé và vờ rằng đang ngắm nhìn mái nhà hắn không quen con bé đó thật sự không quen con bé đó hứa quân giao đã kích động đến nỗi sắp điên lên rồi chính là huynh ấy chính là huynh ấy thiếu niên ánh trăng đại tướng quân của nàng đời trước cho dù chỉ có thể nhìn huynh ấy từ xa nhưng nàng vẫn có thể nhận ra người đó đã hoàn toàn trùng khớp với vị thiếu niên tướng quân của đời trước chẳng qua khác với đời trước ở chỗ vị thiếu niên tướng quân trẻ tuổi ở đời này nhận ra mình và nàng cũng không cần lén lút chú ý tới huynh ấy từ xa phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn